Rồi, mời em. Rồi, ngồi xuống cơ. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, chào hai bạn. Bạn trai giới thiệu trước. Dạ, em chào MC, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay và quý vị khán giả đang xem truyền hình. Rồi. Em tên là Vũ Hồng Quang ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Em 36 tuổi ạ, quê Phú Thọ. Phú Thọ, mình hiện tại đang làm công việc gì? Em làm kỹ thuật viên bên điện, em làm ở bên Biên Hòa. Vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào 2005. Lâu rồi, 15, 16 năm rồi ha. Bây giờ còn ai ngoài quê không em? Không ạ, mẹ em vào trong này, ở em trong này. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, xin chào chương trình, xin chào chị Cát Tường. Và xin chào anh Quang ạ, em tên là Nguyễn Ngọc Dung. Năm nay 35 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại em làm ở bệnh viện Nhi Đồng 2, em là khoa cấp cứu. Ồ, thì cái giờ giấc làm việc mình cũng hơi cực đúng không? Nó thất thường đúng không? Dạ đúng rồi, thì em làm theo ca. Mình làm công việc này lâu chưa? Tính đến thời điểm hiện tại là em làm được 11 năm. Nhưng mà em là cái cương vị là gì? Phòng cấp cứu. Điều dưỡng cực lắm phải không? Cực lắm chị. Cực lắm, đúng rồi. Vậy là em sinh ra thành phố luôn, quê mình thành phố luôn. Và hiện tại thì gia đình sinh sống ở Hóc Môn. Ba mẹ sống Hóc Môn hết luôn. Ba mất rồi. À, em đang sống với mẹ luôn. À, sống với mẹ và ba chị. Ba người là nhà bốn con gái luôn. Sáu chị em gái lận. Trời ơi, xuất sắc. Một chút xíu sơ bộ về thông tin cá nhân thôi. Bây giờ Quang, hiện tại mình cảm nhận rằng mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì trong cuộc sống nè? Nhược điểm của em là hơi nóng tính chút xíu thôi. Em tin Quang mà em nóng nữa, em chích điện ta cho chết quá. Em ghét người giả dối ạ. Ưu điểm? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác, chăm lo cho gia đình. Ừ, có tật xấu gì nữa không? Em không ạ. Người không có tật xấu gì hết trơn hả? Không. Wow, quá xuất sắc rồi. Thì mình tạm tin vậy đi, từ từ mình khai thác sau, mình tìm hiểu sau. Tin được không chị? Không biết à, cái này ta hỏi, ta trả lời cho chị cũng không biết à. Rồi, thế còn em thì sao? Điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn. Ừ. Hát thì tạm nghe được. Có sở thích thể thao như là xem bóng đá, bóng chuyền. Và có thể chơi cờ như là cờ tướng và cờ vua. Ừ. Còn điểm yếu của em là có thể hơi nóng tính. Hơi nếu như mình gặp người lạ thì thể khó tiếp xúc. Thân tình thì được đúng không? Dạ. Ừ, rồi mấy mối tình rồi Quang? Ba mối tình ạ. Ba mối tình. Hai mối tình đơn phương với một mối tình chính thức. Vô mối tình chính thức nè. Mối tình chính thức mà đã bỏ hai bố con em. Ồ, em có cháu rồi. Cháu em bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu? 11 tuổi ạ. Con trai hay con gái? Con trai ạ. À, vậy là đã một lần kết hôn rồi. Dạ. Sống với nhau được bao nhiêu năm? 8 năm ạ. Ly dị bao lâu rồi? Em ly dị 5 năm rồi. Nguyên nhân tại sao vậy em? Cô không biết cô làm việc gì ấy mà gia đình đã bỏ qua nhiều rồi. Bố em mất, em từ nhỏ mẹ em nuôi ba chị em mà cho nên em đã thiếu tình cảm bố rồi. Bây giờ muốn cho con không muốn thiếu tình cảm mẹ nữa, đã tha thứ trả nợ vừa cô còn bỏ đi. Bây giờ không biết cô đi đâu. Ủa, là vợ em đi mà không có nói lời từ biệt luôn. Ừ. Ủa vậy thì ly dị sao? Ly dị chưa? Ly dị đơn phương ạ. Bố độc thân nuôi con thì có vất vả không em? Có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ, cũng có lúc mệt, có lúc mệt ạ. Có nội lo phải không? Bà có hỗ trợ đúng không? Dạ, mẹ em phụ giúp em. Rồi suốt từng ấy năm lý do sao em lại chưa tìm được một cái người khác? Em là đi làm xong tăng ca kiếm tiền về nuôi cháu, xong rồi về lại phụ giúp nhà cửa nữa, cũng không có thời gian. Ừ, rồi còn em thì sao ạ? Tính đến hiện tại thì chính thức là chỉ có một mối tình thôi. Quen nhau cũng cỡ được 3 năm. Ừ. Sau đó chia tay vì em nhận ra là anh tính hơi cọc cằn. Mình cố gắng mình chấp nhận nhưng mà không được. Không được. Dạ. Nhưng em có ngại lập gia đình với một người đàn ông đã từng gãy đổ và có một đứa con không? Chuyện đó thì em có suy nghĩ chứ, nhưng mà mình sẽ xem xét về vấn đề là về tính cách anh đó có đủ thuyết phục để mình nhân lúc hay không. Ừ. Dạ. Chứ còn thật sự cũng không phải là quá e ngại gì đúng không? Dạ. Ăn thua là con người thôi phải không? Giữa hai con người với nhau đúng không? Dạ. Rồi, em mong muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai như thế nào? Lớn hơn 1-2 tuổi hoặc bằng tuổi, công việc ổn định. Bây giờ em sống với mẹ, mẹ em cũng cứ bệnh hoạn hoài. Nên nếu mà hai đứa mà ở sống chung á thì nhà là phải ở đây.
Tại vì nếu như mà mẹ em có chuyện gì em chạy về hay kịp. Đúng rồi, xúc động chứ. Cảm xúc của mình thì mình cứ thể hiện thôi. Em chỉ mong muốn người sống ở thành phố Hồ Chí Minh để em có thể được gần mẹ. Dạ. Mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi? 75, 76. Mà mẹ sức khỏe không tốt hay sao? Dạ. Hiện tại là có ai đang sống cô? Còn ba chị nữa mà. Thì có một chị là bây giờ là phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc mẹ. Còn tại vì em là ngành y tế á, vấn đề sức khỏe của mẹ á, thì em chăm sóc nó thuận tiện hơn. Ừ, chị hiểu rồi. Em đang ở Đồng Nai. Đồng Nai đoạn nào vậy em? Em chỗ vòng xoay Tam Hiệp ạ. À, Amata hả? Chung vừa. Gần gần đó đúng không? Sự từ đây chạy xuống đó thì phải tầm một tiếng thôi. Giống như chị nói, tất cả các khó khăn nếu cho ta thực sự rung động thì vẫn giải quyết được. Nhưng mà đây là cái mong muốn của em là như vậy ha. Còn điều gì nữa không? Về ngoại hình hay về tính cách của một người đàn ông em cần điều gì? Hồi nãy vô, chị vừa nói em là bạn nữ bên đây cao lắm. Thì em không biết anh bên đó có cao hay không? Em cao bao nhiêu? Em 1m67. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m63. Ờ, tại chị thấy em cao mà. Con gái mà 1m63 là cao lắm rồi. Cao hổn chị. Còn em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình là người như thế nào? Nhân lành, chịu khó làm ăn, biết quan tâm gia đình và yêu thương em. Nhưng mà ví dụ như giờ bạn gái của mình đó là ở xa như vậy đó, thì em có thể sắp xếp cái điều kiện mà để thăm nom, để qua lại và để tìm hiểu nhau, thì em nghĩ như thế nào? Có khó khăn lắm không? Không, em sẽ thu xếp được ạ. Thật sự chị nói thiệt với em luôn, ngày xưa lúc chị còn trẻ là chị có trung tâm dạy nghề ở Biên Hòa, là cũng gần Tam Hiệp, chỗ bạn trai bên đây. Chị chạy xe Honda đi lên xuống mỗi ngày. Sáng chị ngủ dậy 6 giờ sáng chạy xuống dậy, 8 giờ chị dậy. Dậy xong chiều 5 giờ chạy về nhà. Tối vẫn đi chơi bình thường. Mà chị chạy đều đặn mấy năm trời. Cho nên chị nói thật với em, vì cái nhu cầu cuộc sống lúc đó là chị vì công việc, vì tiền, vì tình yêu nó còn mạnh hơn như vậy nữa. Cho nên thực sự cái chuyện đó chị thấy không có khó. Hai của mình về nhau thì sẽ đón mẹ về ở cùng luôn. Đó là sự chân thành của ảnh, tấm lòng của ảnh. Mình ghi nhận điều đó ha. Dạ. Mẹ ai cũng là mẹ thôi. Chị cũng rất là tôn trọng những cái người mà hiếu thảo. Rồi, cho chị coi tấm hình nè. Ok, bây giờ em hãy tìm đi, ảnh ở trong đó đó. Còn cô gái này là ai đây? À, đây. Trời ơi. Đó, nhìn đi, có cổ ở trọng đó. Rồi, theo em cảm nhận cô ấy là ai? Một cô gái cao 1m63 có trong hai bức ảnh này. Cô ngồi giữa phải không ạ? Hay đó. Em cảm nhận ảnh là ai? Nhiều quá chị ơi, nãy chị đưa em bển có ba hai ba người hả? Con nói quá trời. Rồi, chúng ta hãy giữ nguyên và chúng ta hãy nhìn xem cái cảm nhận đầu tiên của mình. Cái này cho vui thôi, mình đo cảm xúc mình tí xíu thôi mà. Rồi. Trời. Đương nhiên như em nói là ảnh đã chọn em là đúng, nhưng mà em chọn thì sai. Tại vì thật ra em đưa hình khó quá, mờ rồi mà em còn ngồi mà đông người nữa, người ta chọn không ra là đúng. Anh tặng em bó hoa. Em tặng anh. Chúc anh mỗi ngày là nhiều niềm vui. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để chúng ta có thể vừa trò chuyện với nhau, thưởng thức một buổi ăn trưa với nhau thật là ý nghĩa. Xin mời hai bạn. Rồi, trang trí rất là bắt mắt. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Đây là món cá thu nướng rơm Nhật Bản. Đó, đây của nhà hàng Phiêu Mường. Một món ăn rất đặc biệt. Mời hai bạn thưởng thức, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Rồi, chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời. Dạ, mời anh. Anh ăn món Nhật bao giờ chưa? Anh chưa. Thực sự món Nhật là đa số là cá không hả? Mẹ em bây giờ khỏe. Mẹ em không có đi được, đi lại thì khó khăn lắm. Em ăn đi. Không thích ăn cá. Không thích ăn cá. Dạ. Bố em mất lâu chưa? Ba em mất 5 năm rồi. Cái chuyện em bảo mẹ yếu đấy thì lo mẹ thì cũng sao, anh cũng thiếu tình cảm bố lúc từ nhỏ rồi. Bây giờ chỉ còn mẹ thôi, cho nên anh vẫn biết quan tâm mẹ. Nên là em không phải lo cái chuyện đó. Em thấy là không thể rồi đó. Tại vì á, nếu như mà lấy nhau á, thì anh đi làm, em cũng đi làm. Phải có một người túc trực ở nhà cho lo cho mẹ. Thuê người có sao đâu. Thuê người hả? Thuê người, người ta chăm có bằng mình không? Thế em đi làm à? Nhưng mà em đi làm mà em chăm
xong mẹ đâu? Em làm theo ca mà. Những lúc không có làm thì em ở nhà. Thời điểm đó thì em chăm sóc. Nhưng mà thuốc thang gì thì em cũng biết. Dạ, mỗi lần lên huyết áp hay gì thì em biết cái thuốc gì đó em cho mẹ uống. Em... Thế anh thế nào? Anh thế nào? Nếu như em chê thì có lọc lỗ tai không? Không, anh thích người nói thật lòng cơ. Chưa nhận xét gì được đâu. Mới nói vài câu làm sao nhận xét được? Thế cho anh hỏi là quan điểm về tình yêu thì em nào? Về tình yêu thời buổi này thì không thể nào mà túi liều tranh hay quả tim vàng được. Cả hai cùng phấn đấu cho cuộc sống, cho gia đình. Rất muốn như em. Trời ơi, có hai miếng cá hả? Ông ăn đại một miếng bự cho tôi coi coi. Tôi thèm muốn chết, tôi không có ăn. Có ăn rồi mà còn nhính nữa. Cái khoảng cách địa lý có rút lại được bớt cái e ngại đó chút nào chưa? Đường đến xuống em thì em không phải lo gì. Nhưng mà cổ chắc cổ cũng lo cái đường đâu. Nhưng mà cổ lo ví dụ mà có kết hôn rồi sống như sao? Mẹ em ấy, cũng giống như mẹ anh, cái đó không phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà anh cứ thích tính thật. Có chuyện gì hai vợ chồng nhỏ hoặc lớn gì ấy, thì đều nói chuyện với nhau. Rồi, có thể là như vậy, nhưng anh này rất có lòng. Thôi bây giờ mình hỏi phụ huynh đi. Vì hôm nay là ảnh đi là có mẹ đi theo nữa. Hỏi thử xem cái khó này mẹ anh có thể có phương án nào giải quyết không ạ? Dạ con mời cô ạ. Em hôm nay đi với ai? Dạ em đi với bạn. Bạn, rồi mời bạn em vào luôn nhé. Mời em. Dạ. Trời ơi, 11 tuổi bà đô dữ ha. Bà nội nuôi con bọn ngon lành à nha. Con tên gì? Con tên là Vũ Hạ Đăng. Rồi con chào cô đi con. Con chào cô. Giỏi, con đang học lớp mấy? Con đang học lớp 5. Hôm nay con hiểu ba con đang đi đâu, đang làm gì không? Rung mà con. Con hiểu ba con đang làm gì không? Ba con đang làm gì đây con biết không? Con biết không? Sao vậy? Sao vậy? Nói cho cô Tường nghe coi sao nè. Sao? Con muốn lấy mẹ. Hả? Con muốn lấy mẹ. Đứt nở rồi hả? Mẹ bỏ hai bố con đi. Rồi cô Tường hiểu rồi. Bố mà tìm được một cái người để mà tìm hiểu rồi sau này mà có thể người đó làm mẹ của con vui không? Không có. Rồi giờ con nói gì với bố nè. Bố ơi, bố cố lên nè. Làm sao bố cố gắng đem mẹ về cho con nè. Bố ơi, cố lên lấy mẹ về cho con. Trời, con kêu bố cố lên thì con phải sung lên đúng con? Thương quá à, thương quá. Rồi thôi đứng đây với cô Tường. Dạ thưa bác nãy giờ bác lắng nghe câu chuyện của cả hai bạn thì bác có suy nghĩ thế nào ạ? Có xin các trường với hả hay là cháu mẹ và cháu Quang. Thì cháu đúng là nghĩ bố cháu nó sớm mới kiểu nghĩ khổ nó lấy cô vợ thì về đúng là cũng chiều mấy lắm chả để ý chứ cái gì cả lúc thấy cái thì rỡ ra thì đúng là cũng giả nợ nần nên tự nhiên bỏ đi nghĩ thương cháu thế cũng lúc mãi bỏ lấy vợ rửa chán cả lấy vợ tốt tử tế thế mà tự nhiên bỏ. Hôm nay bác nhìn thấy cháu gái bên này thì bác có nhận xét gì không ạ? Có, nhìn thấy cô bên này trông hiền lành và trông xinh. Thế thì cơ được thì thầy làm dâu và bác đồng ý. Em nói với bác một câu đi ạ. Nói chung là tính em không có sợ lỡ nhiều á. Gặp người lạ nè, em nói với chị rồi, gặp người lạ em nhát. Hay là bây giờ nói chuyện với người lớn ngại hại, bây giờ nói chuyện với cháu nè. Con tới con chào cô nè, rồi con... Rồi hỏi thăm bé vài câu chắc là ok nè. Chắc chắn thế nào con cũng có mẹ mà ha. Rồi cảm ơn con. Rồi hồi nãy giờ em đứng nghe câu chuyện của hai bạn này thì em cầm đứng đây với nội nha. Thì em thấy như thế nào? Con em thấy thì hoàn cảnh của anh với lại nội với lại bé thì đáng thương. Em thì em thấy thông cảm cho gia đình của anh. Rồi em thấy anh thì cũng hiền, cũng vui vẻ, có là người của gia đình, cũng yêu thương vợ con. Thì cái hoàn cảnh của anh thì thấy là anh đúng là người chồng tốt đó. Nhưng mà hoàn cảnh đẩy đưa cho nên là họ mới gặp những cái sự cố như vậy. Còn riêng đối với chị Dung á, em là đồng nghiệp với chị Dung á, thì em thấy chị Dung á, tuy là chị Dung thì có hơi khó tính,
Nhưng mà cái khó tính đó thì lại là cái ưu điểm của chị. Có nghĩa là cái gì chị cũng cần cái sự hoàn hảo, nhưng mà chị lại là người là gần như là cái gì cũng biết hết. Mà không biết là anh á, ví dụ mà anh mà có việc làm mà ở trong thành phố mà anh kiếm được đi, anh kiếm được thì em nghĩ là anh có thể làm việc ở trong thành phố, để có thể là ví dụ một cái nhà riêng để ở trong thành phố để chị có thể đi làm trong thành phố, rồi anh cũng đi làm thành phố. Chị Dung thì là mẹ chị đang bận nữa, mà nhà chị thì chỉ có mỗi chị Dung mà có thể chăm lo được cho mẹ chị. Thì em nghĩ là nếu anh thương á thì em nghĩ là anh sẽ cố gắng tìm cách là cho chị Dung ở gần mẹ thì nó ok hơn. Còn việc mà có thể không mua được nhà thì có thể ở với nhà chị Dung, hoặc là có thể ở một cái nhà chung cư, hoặc đó cũng là một cái phương án ví dụ vậy. Dạ. Thí dụ bây giờ ảnh vẫn làm công việc ảnh ở dưới, vì anh đây còn có bà, có cháu, bác. Nãy giờ bác nghe con chia sẻ không bác? Ví dụ giờ nè, bác có thể nào hỗ trợ, ví dụ như là bây giờ cặp đôi này yêu nhau thì giờ lấy nhau, mà hoàn cảnh mẹ bằng Dung thì là như vậy, nên là cũng đứa con có hiếu thì mình cũng trân quý, đúng không bác? Bây giờ em chịu khó, em là người chạy đi chạy về được không? Trong cái thời gian này phải để lo cho mẹ hai bên, được không? Đúng không? Hiện tại có cái phương án đó là tốt nhất thôi hà. Thế đón bà sang ở với hai bà xui ở nhau. Đón bà là hai bà xui ở nhau. Thật ra chị nói thật sự luôn. Mình nói ở đây mình bàn, mình nói nhưng mà làm khó các, không phải làm khó các bạn, nhưng mà mở ra những cái hướng. Và chị tin nếu như thật sự hai bạn có cảm xúc với nhau thì mọi khó khăn đều giải quyết được hết. Mới gặp mà mình phải cần có thời gian để mình nuôi cái tình yêu mình. Nếu nó chín mùi, tự khắc chúng ta sẽ có phương án giải quyết. Rồi, cảm ơn em. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Cảm ơn con nha. Cười tươi lên để cho ba lấy vợ nha con. Trời ơi, thương quá, tôi chịu trách nhiệm với cặp đôi này quá. Thôi bây giờ như thế này, hai bạn nắm tay nhau một cái được không? Chị muốn một cái cảm nhận cuối nữa trước khi chúng ta kết thúc. Hai bạn nhìn nhau 30 giây thôi. Rồi, cảm ơn hai bạn. Khi mà mai mối cho những cặp đôi như thế này thì thật sự Tường rất là nhiều cảm xúc. Nãy giờ Tường cũng không muốn làm cho bé trai buồn. Bố con lên lấy mẹ về cho con. Nhưng thật ra Tường cũng rất là cảm động khi mà nghe những cái lời nói của một đứa nhỏ như vậy. Thường thì chị chỉ thấy chị cũng làm mai mối rất là nhiều cặp đôi rồi, nhưng mà tự nhiên thằng nhỏ nó làm chị rất là xúc động. Nhưng mà cũng không phải vì cái sự xúc động của một cái đứa nhỏ mà mình lại đưa ra cái quyết định không đúng. Em không phải bị áp lực và không chịu bất cứ một cái điều gì về cái áp lực đó hết. Chị mong muốn hai bạn đưa ra cảm xúc bằng thật từ trái tim của mình, suy nghĩ của mình là mình có muốn kết đôi với nhau và cho nhau cơ hội hay không. Mời hai bạn nhắm mắt lại đi ạ. 1 2. Hết thời gian. Em ơi, ấn mạnh lại giùm chị. Rồi, đi qua đi em. Thật là vui, thật sự Tường rất là vui luôn. Không biết hai bạn hạnh phúc được bao nhiêu, hạnh phúc như thế nào, nhưng Tường vui lắm. Hồi nãy thời Tường nói thật sự luôn là Tường kềm đó quý vị. Tại vì cái phim trường mình quay nó cũng nhỏ thôi. Từ đầu chương trình Tường ngồi đây Tường trò chuyện với bạn trai, nhưng mà Tường đã thấy những giọt nước mắt của mẹ bạn trai ở ngoài, là Tường cũng đã cố kềm cái cảm xúc rồi. Bởi vì Tường không muốn đôi lúc có những cái giọt nước mắt nó không đúng lúc, nó làm thay đổi cái suy nghĩ của người khác. Thật sự chị nghĩ là chị sợ em không bấm nút. Chị nói thật lòng, chị sợ em không bấm nút. Tại vì chị sợ em ngại. Nói thật sự nó quá nhiều cái khó khăn. Đã một bạn trai đã gãy đổ, đã có con riêng, trong khi em là chưa lập gia đình lần nào, mà đã vậy còn cái khoảng cách địa lý thì xa nữa. Chị rất sợ là em không đồng ý. Nhưng mà nếu chị im lặng, chị không tác động vào thì chị lại cảm thấy nó áy náy, nó cắn rứt. Nhưng mà chị sợ chị tác động nhiều quá, ví dụ như chị khóc hay là chị thể hiện nhiều tình cảm quá với bên này, thì chị sợ em lại cảm thấy áy náy và em bấm nút, nhưng mà thật tâm em không có tình cảm. Và bây giờ em bấm nút thì chị không hiểu là vì bất cứ một cái lý do gì. Nhưng trước tiên chị rất trân trọng em, vì chị đánh giá em là một người rất nhân hậu, một người sống rất tình cảm. Đó là cái mà chị cảm nhận lúc này. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ có một cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau thật sự có ý nghĩa. Và chị cũng hy vọng rằng một lúc nào đó hai bạn sẽ báo tin vui cho chương trình. Rồi, mời em qua đây. Mời bà luôn ạ. Con lên đây con. Bây giờ là vui rồi. Con đứng đây nha. Không khóc con. Sao con? Đều vui rồi. Ba con có bạn gái rồi. Ba con có mẹ tương lai rồi nè. Có mẹ rồi, không khóc nữa nha.
À, kính thưa quý vị, đôi lúc trong cuộc sống à, thôi đây em qua đứng chính giữa đi, con đứng chính giữa nha, con đứng chính giữa đi, cặp đôi này nó phá lệ đi đã. À, rất là xúc động đúng không quý vị? Hôm nay đúng là một cái ngày rất vui khi mà Tường được có cơ hội để mà kết đôi cho cặp đôi như thế này. Chỉ có một điều Tường muốn chia sẻ là trong cuộc sống có những lúc chúng ta có những lựa chọn sai lầm. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và mọi thứ đã diễn ra như ý mà chúng ta mong muốn. Và chúng ta khi mà tiến đến hôn nhân hay là bắt đầu một mối quan hệ thì Tường mong rằng chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Với cái ngày vui hôm nay được ghi lại và cái điều mà trong sâu thẳm Tường vẫn mong muốn, bạn trai phải cố gắng hết sức để mà nắm bắt cái cơ hội ngày hôm nay. Hy vọng rằng em sẽ giữ được. Nha. Phép chương trình nói với bạn gái tức là không phải lo cái chuyện mẹ chứ gì cả. Anh cam đoan cái đó. Dạ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha, cố gắng nha. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Con cảm ơn bác, cảm ơn gia đình đã hôm nay đến ủng hộ ạ. Dạ vâng. Từ trước đến giờ khi mà Tường làm cái chương trình Hẹn Ăn Trưa, có thể đây là cái số mà làm cho Tường cảm thấy ấn tượng nhiều nhất. Luôn luôn cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Quý vị thấy đó, ngày hôm nay đã có những kết quả tốt đẹp như thế này. Chúng ta hãy tự tin lên vào cuộc đời, vào một ngày mai thật là tươi đẹp quý vị nhé. Rồi, xin chào bạn nha. Mời bạn đầu tiên giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình. Mình chủ động để mình chia sẻ giùm ha. Alo, bạn nghe rõ không ạ? Mình là người đầu tiên trong... À, có một mình... Rồi, xin chào. Có một mình trong này thôi. Cho nên là bạn... Mình đang hỏi bạn đấy. Anh tên gì vậy em ơi? Tên... Anh Linh đúng không? Anh Linh đúng không em? Nguyễn Hoàng Lên. Lên đúng không? Rồi xin mời. Bạn Nguyễn Hoàng Lên nè, mời bạn giới thiệu lại họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Nguyễn Hoàng Lên là tên Nguyễn Hoàng Lên, sinh năm 1991, ấp 4, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Là tình trạng hôn nhân và gia đình là độc thân. Công việc của mình là gì? Công việc hiện tại là kinh doanh mua bán bên ngoài. 30 vậy em, là quán nhậu hay quán gì cụ thể? Là em chủ quán đúng không? Không, mình buôn bán phế phẩm nông nghiệp, như bán ve chai sử dụng á. Rồi, em thu mua hả? Thu mua phế liệu, đúng không? Rồi. À. Ok, rồi bây giờ em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu với lại cái đường tình duyên của mình giùm. Điểm mạnh thì biết điểm mạnh là sao ta? Điểm mạnh, điểm yếu cũng không có để ý nữa, nhưng mà đường tình duyên thì cũng chưa có, giống như là nó kém duyên á, thì mình làm rồi không có gặp được cái đối tượng rồi mình muốn lên đó mình đăng ký với chương trình giúp đỡ. Chị thì mình cũng phải nói ra mình có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì, dù em giỏi gì, em dở gì. Ưu điểm là giống như là cái mình không biết nhậu nhẹt hút thuốc, rồi mình chỉ biết nhà phụ giúp gia đình, không có đi chơi bời, là không có làm gì hết, chỉ thích thể thao, thể dục thể thao hay là tập gym hay này kia thôi. Còn... Rồi mình có ca hát gì đâu không? À, không biết ca hát gì hết. Không có ca hát gì đâu, người miền Tây gì buồn vậy? Hát đi, ráng hát, rồi nếu bạn gái thích nghe mình hát, mình chịu hát không? Cố gắng được không? Không biết hát mà đâu có cố gắng hát được, là không có biết gì hát ca gì hết á. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè, em mô tả cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán bạn đó luôn. Ví dụ tìm ở, em đang ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, thì tìm người mà ở trong tỉnh Long An được rồi. Ví dụ mình hẹn hò nó cũng dễ, tìm gần 10 người muốn mà quý trọng cái tình cảm, muốn lập gia đình thôi á. Chứ không có cần đẹp ha, cũng không cần gì hết. Chỉ cần là chịu, tức nghĩa là chịu
chịu lập gia đình á, chịu làm vợ á, không có tính chảnh chẹ hay gì đó, giống như là cũng bình thường thôi, cũng như là sống an phận thôi chứ không có đua đòi á. Rồi à, em yêu cầu gì tuổi tác không? Tuổi tác bạn đó. Tuổi tác hay là thì từ 25 đến đến 40. Mà em nghĩ là người chưa chưa có gia đình đó, tức nghĩa là chưa có em bé á chị. Tại vì em còn độc thân. Ủa? Em còn độc thân. Em ok là tới 40. Đúng rồi, thì dao động từ 25 tuổi cho đến 40 tuổi mà giống như người ta chưa lập gia đình á, mà ta gọi là chưa có con, gọi là chưa chưa có 10 tuổi luôn hả? Không rồi. Tại vì có con nếu mà giả sử có con riêng á thì nó hơi lại lằng ngoằng chút xíu, cho nên mình cái cơ hội mình có, mình tìm tới cái người mà họ vẫn độc thân như mình thì nó dễ dung hòa hơn chút xíu. Ok, chị hiểu. Ừ, rồi ok em. À, rồi bạn gái phải ở Long An hả? Mấy tỉnh gần gần được không? Cũng được, nhưng mà đừng có xa quá, giống như xa quá mình không có thể chăm sóc ta, không có giống như phụ nữ bây giờ là phải lo lắng cho họ dữ lắm, họ mới động lòng, họ mới thương. Mà ở xa quá thì mình không có cái cơ hội để mình chủ động, mình chăm sóc, mình yêu thương, mình lo lắng, giống như mình chở đi ăn thường ha, mình làm có giống như là chăm sóc bằng cái hành động của mình, nó xa quá thì khó có thể chăm sóc được. Gần tỉnh thì mình chạy lại được, mình chạy lại ví dụ sáng ăn cơm rồi trưa ăn phở hay chiều ăn bún gì đó mình chở đi thường, hay là mình chăm sóc thường mình, vậy thì người ta mới động lòng với mình được, chứ xa quá thì cũng khó. Bởi vậy em thiệt sự luôn, chị rất là quý em luôn á, em như vậy mà em còn ế bạn chị là ở sát bên nó cũng không có qua em ơi, cho nên bởi nó ế là đúng rồi, phải không? Trời ơi em nói thiệt chị, do cái duyên em nghĩ là do giống như trời phạt hay gì á, em không hút thuốc nè, em không uống rượu, em không nhậu nhẹt, em không gì, em đi làm về xong em chỉ trồng rau nuôi cá thôi, có nhiêu đó. Mà người ta mằng mai cũng dữ lắm nha, ai cũng mằng mai, khi bằng con rể cháu rể mằng mai cả trăm người vậy đó, mà hả đi tới gặp mặt cái là người ta chưa gặp mặt người ta không chịu lấy chồng, không mà hả hỏi tới không chịu lấy chồng, hỏi tới không chịu lấy chồng, mà trong khi mình rất là chu đáo luôn, kỳ lắm, số mình chưa tới hay gì chị ơi. Chị ơi chị, mà cho em hỏi nếu mà mình đăng ký vậy là khoảng bao nhiêu năm mình mới được một cái mối tình gặp gỡ gì chị? Không em, bây giờ vậy nè, ghi hình xong sẽ có người liên lạc với em. Bây giờ cái ngày gần nhất là ngày 22 tháng 6 có lịch quay, cho nên nếu em sắp xếp được thì bên chương trình nó liên hệ em rồi đi quay luôn á, nhanh dữ lắm chứ không có nha. Ủa chị, vừa nãy thí dụ em thấy đăng ký gì mà quá trời nam, tới 29 người nam, mà là tức nghĩa 29 người đó ế, là tức nghĩa mà mỗi chương trình là từng phát có mấy lần ta? Là tức nghĩa là có lâu đâu cái thời nha. Hôm nay á là mình vậy nè, hôm nay là buổi casting, là giống như em đi thi tuyển vòng đầu á, và bây giờ là coi được chọn không, hai mấy bạn, nhưng mà không phải ai cũng được vô, ai cũng được ghi hình, em biết không? Phải xem khả năng ăn nói chuyện nữa. Cho nên bây giờ là cái phần cast em đã xong rồi. Em chờ thông tin của chương trình ha, nếu được chọn á thì bên chương trình hướng dẫn cho em tiếp theo để mà mình ghi hình. À, em hiểu rồi chị, em tưởng đâu là ví dụ mình đăng ký là ai cũng sẽ được là tìm một người, tìm cái cơ hội, tìm kiếm cái cơ hội tình duyên trên đó chứ. Vậy là giống như là phỏng vấn rồi. À, không. Em hiểu. Nghe là có đồng ý cái kết quả bên casting không, họ mới cho mình được lên cái chương trình để gặp bạn trên đó, đúng không chị ha? Đúng rồi, em mới ăn nói lưu loát, hoặc là em có câu chuyện nãy giờ em nói là ok rồi đó. Cho nên là chị thấy chị chấm em rồi đó, ngày 22 tháng. Chị ơi mà chị đấy, nhớ ha, coi như em đậu rồi đó. Chị đừng có mà thí dụ mà lỡ đẹp là đừng có gắn tên em trong đó. Đẹp là em ha, đẹp em nói chung đẹp họ có giá trị riêng, mình giờ mình muốn lập gia đình mà đợi đẹp á khó lắm, hơn lên họ không bấm nút cũng vậy à. Rồi. Em nào mà chịu lập gia đình là ok. Rồi ok, em yên tâm đi em. Rồi em yên tâm đi, cái đó chị sẽ thương lượng sao với em, mình sẽ gọi mà nói. Dạ, chứ mà kiếm mignon rồi này kia nọ là cái gì, em bây giờ cũng lớn tuổi rồi. 33 tuổi rồi, đâu có còn nhỏ nữa đâu mà đợi mà bạn gái thì quyên qua gì nữa. Giờ mỉa người mà đủ suy nghĩ rồi mà mình có một cái máy ấm gia đình thôi. Dạ, nha. Rồi, ok em, được rồi. Rồi.
Tại vì còn nhiều bạn á nên là mình sẽ cắt ở đây là dừng được rồi đó. Lên ơi nha, cái tên em lên là nó phải lên thôi, yên chí đi. Ừ, gặp chị là lên luôn rồi, tốt rồi. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, chào chị. Tụi họ tên quê quán của mình nghe đi, tại vì đây là để coi là cách nói à, cách anh nói chuyện như thế nào á. Dạ mời anh ạ. Dạ, vì mình xin tự giới thiệu về bản thân mình. Mình tên là Nguyễn Bé Hai, sinh năm 1991, ngụ tại ấp Thành Phố 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Dạ, có ý định tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò. Anh đang ở Cần Thơ luôn hả? Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan, vẫn chưa về nước. Anh đang ở Đài Loan hả? Rồi ví dụ như ghi hình ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi anh là anh có về được không? Dạ, nếu như chương trình có sắp xếp cho mình cuộc ghi hình thì nếu chương trình hỗ trợ thì có thể cho mình cuối năm nay được không ạ? Tại vì mình vẫn còn cái thời hạn ở đây tới cuối năm nay nữa. À, rồi ok, bây giờ anh giới thiệu giúp anh làm nghề gì? Hiện tại bên Đài Loan thì mình cũng chỉ làm vườn thôi. Làm vườn làm thuê cho người ta đó. Còn ở bên Việt Nam thì cũng là làm ruộng rẫy. Dạ rồi, hiện tại thu nhập của anh bây giờ là bao nhiêu? Nếu tính hiện tại ở ở Đài Loan đây thì thu nhập mình tính ngày thì tầm cũng khoảng từ 1 triệu đến 2 triệu một ngày. Còn là những ngày như mưa gió hoặc thất nghiệp không có làm được thì không có vô thu nhập. Rồi, anh giới thiệu sơ giúp em về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi ạ. Dạ, điểm mạnh của mình thì rất là nhiệt tình, nhanh nhẹn trong công việc. Mà việc gì thì cũng luôn luôn có trách nhiệm. Còn điểm yếu thì sao ạ? Điểm yếu thì nhiều khi cũng hay dậy trễ, ngủ hơi nướng một tí. Rồi cũng mình cũng hơi có sự nóng tánh một tí gì đó. Nóng tánh hả? Và bình thường là nóng quá thì anh sẽ như thế nào? Nếu như mà mình giận quá thì mình cứ nín thinh thôi, nín thinh mình bỏ mình đi. Rồi, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Tính ra mối tình chính thức thì được 2 mối tình. Anh kể sơ giúp em 2 cái mối tình nó như thế nào đi ạ? Dạ, mối tình đầu của mình thì năm đó mình 19 tuổi, mình cũng ra đi làm, rồi cũng quen ở trong công ty. Hồi đó thì mình làm công ty thủy sản Biển Đông ở Cần Thơ, ở Trà Nóc đó. Và vô tình cũng có quen được người bạn. Thì thời gian cũng được 7 tháng, cũng sâu đậm lắm. Nhưng mà do gia đình bên bạn gái thì không có muốn gả trong nước, chứ lúc đó mình cũng đang nghèo nữa. Mình có ý định để gả ở nước ngoài, bạn gái đó quen mình, gia đình cũng không thích hôn. Thì xong qua thời gian đó mình đi có lệnh nhập ngũ, mình đi bộ đội. Năm 2011 mình nhập ngũ. Thì mình nhập ngũ được một tháng đầu tiên thì hay tin gia đình đã gả bạn gái đó qua Hàn Quốc. Rồi coi như mình đã kết thúc cái một cái mối tình đầu tiên. Còn cái mối tình thứ hai của mình thì sau khi mình đi bộ đội xong, mình cũng ra đi làm, cũng trở lại công ty cũ làm. Và cũng đã quen thêm một người nữa. Lúc đó cũng định cưới người bạn gái đó. Nhưng mà về nói gia đình thì gia đình nói mình còn nghèo lắm, chưa có kinh phí, không đủ để đợi một thời gian. Thì bạn gái đó là nói là tôi không thể nào đợi được. Cho nên đã chia tay và đã chọn người khác. Và mình đã kết thúc 2 mối tình. Còn về sau thì cũng có những nhỏ nhỏ nhỏ, rồi nhắn tin qua lại, rồi quen 1-2 hôm, 1-2 tuần rồi cũng thôi. Không có đậm bằng 2 cái mối tình đầu. Vậy bây giờ anh mong muốn cái người bạn gái của anh như thế nào? Anh nói cho em nghe sơ với. Dạ, mình thì cũng có một ước vọng là quen được một người bạn gái cũng dễ thương, ngoại hình cũng ưa nhìn xíu, cũng trắng trẻo dễ thương, cũng cao hơn 1m50 là được rồi. Với độ tuổi thì nếu tốt nhất thì 1995 hoặc là 1999 thì rất hợp với mình. Tuổi 1995, 1999 rồi. Dạ, thì rất hợp với còn, mình. Thì ngoài 2 tuổi này ra rồi anh còn muốn độ tuổi như thế nào nữa không? Ngoài 2 độ tuổi này ra thì những cái tuổi không có hợp với mình như là tuổi Tức,
tuổi Sửu và tuổi Thìn đó, 3 tuổi đó. Với Rồi, lại mình dạ. quê quán thì như thế nào ạ? Quê quán thì mình ước vọng làm sao là tại mình ở miền Tây cho nên mình ước vọng làm sao mà gặp gỡ được những bạn gái ở miền Tây là mình vui rồi, tỉnh nào không quan trọng, chỉ miền Tây là được. Rồi, quê miền Tây ha, nghề nghiệp là bây giờ anh lo được cho bạn nữ hết đúng không? Trước mắt thì bây giờ thì mình thấy cũng cũng đã có khả năng để có thể lo được cho thêm một người nữa cho nên mình mới có ý định là tìm tìm bạn. Rồi, anh còn mong muốn ví dụ như là hiện tại thì chắc là hôn nhân thì hiện tại thì đây là một buổi casting bạn muốn hẹn hò thôi, thì nếu anh được lựa chọn vào chương trình đó thì sẽ bạn liên hệ với anh sau ha. Nhưng mà bạn ấy chắc là vẫn phải độc thân đúng không? Không có gia đình đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì mình thì cũng hiện tại cũng độc thân đó, trước nay chưa có kết hôn lần nào. Rồi, ok Dạ rồi. Ok, cảm dạ ơn anh ha. Rồi, cảm ơn dạ anh rất cảm ơn chương trình nhiều nha, hy vọng được chương trình giúp đỡ. Sao mở câm vậy? Mạng chị yếu hả? Nghe. Trang ơi. Alo. Dạ luôn nghe. Rồi mình giới thiệu về bản thân của mình đi. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình là gì? Mình cứ giới thiệu đi ha. Dạ, em tên Nguyễn Văn Tiến, em sinh năm 1999, em đến từ Bình Phước và hiện tại Em đang sinh làm năm việc ấy, ở Hồ 99 Chí hả? Minh. Dạ đúng rồi. Rồi, ủa 99 thì còn trẻ quá trời mà. Sao tham gia chương trình đây em? Dạ. Dạ em đăng ký một cái môn đấy từ Rồi, nói về mình xíu đi. Mình làm công việc gì em ơi? dạ em là bên sửa chữa của gara ô tô. Rồi, thì thu nhập hàng tháng của mình thì sao? Dạ, thu nhập hiện tại của em là 8 triệu. Rồi em ở Bình Phước thì em ở với ai? Dạ em hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chị. À, là quê nhà mình ở Bình Phước thôi mà mình làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh à? Dạ đúng rồi chị. Là ba mẹ rồi vẫn còn ở Bình Phước hả? Dạ còn ạ. Rồi, mình nói một xíu về điểm mạnh, điểm yếu, tình trường của mình đi em. Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết chia sẻ rồi yêu thương phụ nữ, nhất là bạn gái. Yêu thương phụ nữ, nhất là bạn gái, rồi sao mà không có người yêu ở ngoài, sao mà tìm đến chương trình? Chắc là do công việc cái gì, do công việc môi trường. Cái công việc sao, em nói cụ thể công việc của em như thế nào đi, do công việc là do như thế nào? Tại do công việc làm việc trong môi trường. Tại vì cái ngành của em là ngành bên ô tô nên cũng ít giao tiếp với các bạn nữa. Rồi đó giờ mấy mấy mối tình rồi? Từ trước giờ em có một mối tình ạ. Một mối tình rồi, kể về mối tình đó cho chị đi. Quen bao lâu, lý do tại sao chia tay? Em yêu khoảng tầm 8 tháng xong rồi cái đây thì Cái gì, em nói lại giùm chị. đấy, em yêu được khoảng 8 tháng thì do khoảng cách đó nó Yêu tháng rồi cho khoảng cách chia tăng. tay, là em yêu năm bao nhiêu tuổi? Em yêu năm 20, thời đó đang là thời của sinh viên rồi chị. Rồi là đến nay luôn. Ê Trúc ơi, chị gặp hỏi giùm em thêm đi. Tại vì bạn đó ở dưới quê, tại vì còn em thì đang hiện tại ở là sinh viên ở trên thành phố nên do khoảng cách địa lý xa nên và em không đến được với nhau Nguyên chắc này. tay ạ. Bây giờ Rồi mỏng ok, rồi. mình muốn tìm một Hỏi em hỏi giùm tìm em đi chị. em tìm một đứa bạn gái biết quan tâm gia đình. Bởi vì
cùng nhau cố gắng chia sẻ. Người bạn gái của em cao khoảng tầm 1m85 trở lên. Rồi em còn yêu cầu gì nữa không em? Chủ động lên em ơi. Dạ, là người biết quan tâm chia sẻ gì? Là một người phụ nữ truyền thống gì? Rồi còn gì nữa không em? Em có không thích điểm gì ở bạn gái không? Dạ. Dạ không thích giờ đi chơi về khuya thì không muốn giờ ăn chơi hoặc là giờ chỉ như vậy thôi chị. Rồi ok, cảm ơn em ha. Nếu mà được chọn bên chương trình sẽ liên lạc lại cho mình nha em. Rồi phần Dạ cách của dạ. em xong rồi đó. Ừ, cảm ơn em.